tôi viết quyển sách này trong suốt nhiều năm và cũng đã cân nhắc chỉnh sửa rất nhiều lần. Trong thời gian đó, tôi đã sống ở nhiều nơi, làm nhiều nghề và đi nhiều chỗ. Những bài viết này lúc đầu tôi viết chủ yếu dành cho bạn bè, gia đình, các sinh viên của tôi và cho chính bản thân tôi. Bởi khi ấy tôi chưa có ý định tập hợp chúng thành sách. Tôi vẫn coi như đó là những câu chuyện vặt vãnh của riêng mình, giống như một nơi để tôi gửi gắm những tư tưởng và những trải nghiệm của cuộc đời tôi. Khi tập hợp thành sách, tôi đã đổi tên một số nhân vật và thông tin cá nhân để đảm bảo bí mật đời tư của họ. Ngoài ra, tôi đã vận dụng trí tưởng tượng để sắp xếp những mảnh ghép ký ức cùng mớ kiến thức hỗn độn để viết nên một câu chuyện, miễn đảm bảo nó phản ánh sự việc một cách chân thực nhất. Tôi tin độc giả sẽ đồng cảm với những cảm xúc này của tôi. Robert Fulghum. Con nhện. Hàng xóm của tôi là một phụ nữ duyên dáng. Sáng hôm đó, cô bước ra khỏi nhà trong bộ cánh chỉnh tề để chuẩn bị đi làm. Cô khóa cửa và mang theo lỉnh kỉnh các thứ cần thiết cho một ngày: túi xách, túi đựng đồ ăn trưa, túi đựng quần áo tập aerobic và cả một túi rác. Cô quay sang bắt gặp tôi, cười toe toét và nói xin chào, rồi bước xuống tam cấp ở máy hiên. Nhưng ngay sau đó là tiếng cô hét lên thất thanh: "Á!" với âm lượng ngang ngửa với còi xe cứu hỏa hủ hết cỡ. Một cái mạng nhện. Cô vừa mắng thẳng vào một cái mạng nhện. Câu hỏi lớn không lời đáp. Bây giờ con nhện ở đâu? Cô ném đồ tứ tung, nhảy cẩn lên như đĩa phải dôi, dò đầu bứt tóc và vẫn tiếp tục á thống thiết không kém. Cô quýnh quán tông cửa vô nhà mà quên không mở khóa. Ráng lần nữa, vội vàng làm sao mà gãy cả chìa đang tra trong ổ. Cô cuống cuồng chạy quanh nhà và tìm cách chui vào bằng cửa sau. Tiếng thét vẫn chưa dứt. Á! Nhưng với một kẻ khác chuyện lại không giống như vậy. Đó là con nhện. Nó trông cũng bình thường, màu xăm xám. Một nàng nhện cái tuổi trung niên. Nó đã nằm đó từ lúc bình minh và đang chăm chỉ dệt mạng. Mọi chuyện thật suôn sẻ vì hôm nay đẹp trời không gió. Mạng dệt cũng vừa khô. Nàng nhện đi vòng quanh kiểm tra các đầu dây, vừa miên man suy nghĩ về bữa sáng với những con muỗi nhỏ yêu thích. Cảm giác thật tuyệt, mọi thứ sẵn sàng. Bỗng nhiên tất cả sụp đổ, động đất, lốc xoáy hay núi lửa. Cái mạng bị xé rách toang và bọc quanh một mớ cỏ khô đang nhảy chôn chổm như điên dại. Còn khối thịt sống khổng lồ được sơn vẽ ở bên cạnh lại đang phát ra thứ âm thanh chói tai mà loài nhện chưa bao giờ nghe thấy. À! Con mồi này quá to nên mình không thể quấn lại để ăn dần được. Nó lại còn giãy giụa đến mức không thể kìm được nữa kìa. Mình có định nhảy sổ vào nó chăng? Hay cứ nằm chờ và hy vọng? Hay là chui vô hang? Đó là một con người. Con nhện vừa bắt được một con người. Dĩ nhiên chắc nó cũng muốn hỏi con người kia đi đâu mà lại vướng vào mình, rồi nó sẽ làm gì với cái lưới của mình đây? Cô hàng xóm của tôi nghĩ con nhện to cỡ con tôm hùm với đôi môi thừ lừ và mấy cái nanh đầy nọc độc. Chắc chắn cô ấy sẽ muốn cởi hết đồ ra, tắm rửa gội đầu thật kỹ để chắc chắn rằng con vật gớm ghiếc đó đã biến mất. Sau đó cô sẽ mặc một bộ đồ mới để đảm bảo là con vật không ẩn náu đâu đó trên người mình. Còn con nhện thì sao? Nếu sống sót sau chuyện này, chắc chắn nó sẽ có rất nhiều điều để kể. Con mồi mình để sổng ấy, nó to bằng này này, và giá mà mọi người được tận mắt chứng kiến cái mồm của nó. Loài nhện, loài sinh vật diệu kỳ, có mặt trên trái đất này vào khoảng 350 triệu năm trước. Và chúng có thể đương đầu với bất cứ điều gì. Chúng còn đông nữa, từ 60.000 đến 70.000 con trên diện tích 0,4 hecta. Đúng vậy, nhưng mạng nhện mới là thứ đáng thèm muốn nhất. Hãy thử hình dung cuộc sống ra ra sao nếu con người cũng được trang bị thứ vũ khí như mạng của loài nhện. Sẽ ra sao nếu ta cũng có 6 cái lỗ thoát tơ ở đốt xương cục và ta có thể làm ra hàng chục mét sợi long lanh như thủy tinh.
Nếu vậy thì việc gói quà sẽ như trở bàn tay. Leo núi ư, chuyện nhỏ. Việc yêu và sinh đẻ con cái cũng mang một màu sắc khác nữa. Ta có thể suy diễn ra vô vàn thứ, nhưng còn mặt trái của nó. Hãy thử hình dung việc thu dọn những cái mạng khổng lồ do con người tạo ra sẽ vất vả đến thế nào. Nói chuyện này chợt khiến cho tôi nhớ tới một bài hát mà chắc các bạn đều biết, cha mẹ và con cái bạn cũng biết. Đó là bài hát về chú nhện bé tí teo, nó trèo lên ống nước. Cơn mưa đổ xuống và cuốn chú nhện đi, nắng lên hong khô những giọt nước mưa, và chú nhện tí hon lại trèo lên ống nước. Chắc bạn cũng còn nhớ giai điệu của nó chứ? Điều cốt lõi ở đây là gì? Tại sao tất cả chúng ta đều biết bài hát đó? Và tại sao chúng ta dạy lại bài hát đó cho con cháu của mình? Đặc biệt là bài hát thể hiện sự yêu mến ngưỡng mộ đối với con nhện. Khi hát bài này đâu có ai nghe hét lên là "A!" Có lẽ vì nó miêu tả những thử thách cuộc đời bằng một cách vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Sinh vật nhỏ bé này thật sống động và nó muốn đi chu du. Nó thấy cái máng suối, một đường hầm dài dẫn lên một vùng sáng. Nhưng con nhện không mấy bận tâm, nó cứ thế bò lên. Bỗng nhiên thảm họa xảy ra, mưa, lụt lội, những thế lực ghê gớm. Và con nhện bị hất văng khỏi cái ống, té nhào xuống trở về xuất phát điểm. Liệu con nhện có thốt lên, cái chuyện quái quỷ gì đây? Không, mặt trời lên, vạn vật bình thường, con nhện cũng được hong khô. Và sinh vật bé nhỏ này lại tiếp tục bò lên ống nước. Nó ngẩng lên và nghĩ, mình thật sự muốn biết cái gì ở trên đó. Vậy là giờ nó đã khôn ngoan hơn một chút rồi. Trước hết, phải kiểm tra thời tiết, kiếm chỗ bám chân cho tốt hơn, đọc kinh cầu nguyện của loài nhện, và ngẩng cao đầu vượt qua mọi thử thách đang chờ đợi để hướng đến ánh sáng trên kia. Cuộc sống là chuỗi dài những nỗ lực như vậy. Chúng ta phải không ngừng vượt qua những gian nan khó khăn và nghịch cảnh để tồn tại. Và ta dạy cho con cháu mình bài học đó. Biết đâu loài nhện cũng dạy con cháu của chúng như vậy, theo cách của loài nhện. Về cô hàng xóm của tôi, cô chắc sẽ vượt qua và thận trọng hơn mỗi khi bước ra cửa. Còn con nhện, nếu sống sót, nó cũng sẽ khôn ra giống như vậy. Nếu nó không sống được, thì vẫn còn nhiều con nhện khác, và chúng sẽ rỉ tai nhau. Đặc biệt nếu âm thanh chúng nghe được là "A!" Thông thường mỗi khi phát biểu trước đám đông, tôi sẽ bắt đầu bài diễn thuyết của mình bằng cách bảo mọi người là tôi sẽ hát thầm một bài. Để giúp cho mọi người đoán được bài hát đó, tôi sẽ dùng tay làm vài động tác và yêu cầu khán giả làm tương tự nếu như họ hiểu bài hát tôi đang nói tới. Dĩ nhiên đó là bài hát về chú nhện. Tôi vẫn nhớ như in bao kỷ niệm tuyệt vời về căn phòng chật kín người. Ai nấy lặng lẽ hát bài hát về con nhện bé tí teo, vừa làm động tác vừa nhăn răng cười. Lần nào khán giả cũng cười, và lần nào họ cũng vỗ tay tự khen mình khi bài hát kết thúc. Bạn có biết rằng bài chú nhện tí teo đó có thể hát bằng giai điệu của hồi Hướng tới niềm vui? Trong bản giao hưởng số 9 của Beethoven, chỉ cần thay đổi vài quãng thứ là bạn có thể hát được rồi. Bạn có thể gọi sự kết hợp đó là bản hùng ca của loài người. Tôi đã từng thuyết phục được hàng ngàn người cùng hát, cùng làm động tác. Cả phần lời và giai điệu của bài hát đều nói lên một điểm chung. Đó là khả năng chiến thắng nghịch cảnh trong cuộc sống để vươn tới niềm vui, bền bỉ đi hết cuộc hành trình của loài nhện và cả của loài người. Người dân tại quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương có một cách đốn gỗ rất đặc biệt. Nếu cái cây quá to và không thể dùng rìu để chặt, họ sẽ hét vào cây. Dù hiện giờ tôi không có bài báo đó trong tay, nhưng xin thề là tôi đã từng đọc được như vậy. Những tiều phu có năng lực nhiệm màu sẽ leo lên cây ngay lúc bình minh và lấy hết gân sức hét thật to vào ngọn cây. Họ làm như thế suốt 30 ngày. Cái cây sẽ chết và đổ xuống. Người ta cho rằng tiếng hét của người đốn gỗ đã giết chết nhựa sống và tinh thần của cây. Theo kinh nghiệm của dân làng thì cách làm này luôn hiệu quả. Ôi, những con người khờ khạo khốn khổ với thói quen đốn cây kỳ lạ. Thời này mà họ còn hét vào cây, cách làm đó mới nguyên thủy làm sao? Thật đáng buồn là họ không có những công nghệ hiện đại và đầu óc thì cũng không khoa học tí nào. Tôi thì chẳng hét với cái cây làm gì. Tôi gào thét lên với vợ mình, hét vào điện thoại
và hét cả với mấy cắt cỏ. Tôi cũng hét vào cái tivi, tờ báo và cả con cái của tôi nữa. Thậm chí tôi còn giương nắm đấm và gào lên trời xanh. Trong khi đó, người hàng xóm của tôi thường thét gào chiếc xe hơi của mình. Thậm chí hồi mùa hè này, tôi nghe thấy anh ta liên tục mắng nhiếc chiếc thang gấp suốt cả buổi chiều. Chúng ta, những người dân thành thị hiện đại và có học thức, thường hét ầm lên mỗi khi tắt đường, hét vào trọng tài, hét vào hóa đơn, ngân hàng và máy móc, đặc biệt là cái khoản cuối, máy móc. Máy móc và người thân thường là nạn nhân của chúng ta, nhưng chưa bao giờ ta hét vào cây. Không biết nếu ta hét vào cây thì có mang lại lợi ích gì không? Nhưng với máy móc, dù ta làm gì, chúng vẫn ở yên một chỗ. Thậm chí ta có đá thật mạnh vào chúng, thì chúng vẫn im lìm đứng đó. Nhưng về tác động của tiếng gào thét lên con người, thì có lẽ người Solomon nghĩ đúng. Tiếng gào thét có tác dụng hủy diệt linh hồn của sinh vật. Đá và gậy gộc có thể làm ta gãy xương, còn những lời nói không hay sẽ làm trái tim ta tàn nát.